mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả thật ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì. Ai xấu hổ vì tôi và vì lời tôi thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời anh chị em thân mến. Là người Công giáo Việt Nam, cứ đến ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam, Andre Trần An Dũng Lạc và các bạn tử đạo, ai cũng nhắc lại những trang hào hùng của lịch sử giáo hội Việt Nam, kể cả những người lương nhân. Tất cả không hiểu, không kiểu vì sao mà các ngài lại có sức mạnh đến như vậy để làm chứng cho đức tin mà các ngài đã đón nhận từ các nhà thừa sai truyền giáo. Bài trích sách Maccabeo chúng ta nghe không phải là tới thời đạo được truyền tới Việt Nam, lúc ấy mới có những cuộc bách hại, nhưng từ thời Cựu Ước đã có những cuộc bách hại lớn mà sách Maccabeo đã kể lại cho chúng ta gương mẫu của những người con trong một gia đình. Bảy người con của một bà mẹ đã sẵn sàng hy sinh vì luật cấm không cho ăn thịt heo. Các anh, các em, từ anh cả đến em út đều giữ vững luật của Mai Sen và vâng lời người mẹ của mình. Ngày lễ trọng thể hôm nay, cùng với giáo hội Việt Nam, chúng ta mỗi người cũng hãy noi gương các thánh tử đạo để sống trọn vẹn đức tin và là người Kitô hữu thuộc về Đức Kitô. Chúng ta cũng thấy với những năm tháng bị bách hại, Việt Nam đã không biết bao nhiêu người Công giáo đổ máu mình để ướt đẫm thẫm đất hình chữ S Việt Nam này. Họ cũng trung thành với lề luật, với đức tin mà họ đã lãnh nhận. Chắc chắn trong đó cũng có những người con, người anh, người em đã vâng phục cha mẹ của mình để giữ vững đức tin, đã vâng lời Thiên Chúa qua gương sáng của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết trên thập giá để chu toàn thánh ý Chúa Cha. Các ngài trở thành chứng nhân của đức tin. Bởi lẽ kể từ khi tin mừng đến với Việt Nam, có thể nói không thời đại nào mà không có sự bách hại. Sự bách hại khiến chúng ta là những người Công giáo Việt Nam hãnh diện và tự hào, chứ không phải sợ sệt và trốn tránh. Vào thời từ thế kỷ 16 cho đến thế kỷ 19, nước Việt Nam bị cấm đạo, bắt bớ, giết chết bằng nhiều hình thức khác nhau đối với những người Công giáo. Và từ đó chúng ta có các vị tử đạo Việt Nam. Và không phải chỉ kết thúc ở thế kỷ thứ 19, mà thế kỷ 20, ngay lúc này, trong thời đại này, chúng ta cũng đang bị bách hại vì đức tin. Sự bách hại đó gây ra biết bao nhiêu tai ương cho chính cha ông chúng ta là những người Công giáo và cả chúng ta ngày hôm nay. Sản nghiệp bị tiêu tan, gia đình bị ly tán, phải trốn vào rừng sâu nước độc để bảo toàn đức tin của mình. Lịch sử giáo hội Việt Nam đã ghi lại
hàng trăm ngàn người đã bị bắt bớ, tra tấn, nhục hình, giết chết, mà họ vẫn không nao núng hay chối bỏ đức tin của mình. 117 vị tử đạo hôm nay và thêm chân phước Andre Phú Yên nữa, chúng ta mừng kính nằm trong số hàng trăm ngàn người đó. Đây chính là những chứng nhân anh dũng kiên cường để bảo toàn đức tin của mình. Họ thà chấp nhận cái chết chứ không chịu chối đạo và bỏ Chúa. Chúng ta hãy nghe lại những câu nói của những vị tử đạo đáng khâm phục này. Thánh Agustino Phan Viết Huy, ngài nói: các ngươi dùng võ lực lôi thân xác ta, các ngươi cố dùng sức lực lôi chân ta, nhưng các ông không có sức mạnh để lung lay ý chí của ta được. Bao lâu ta không chịu thì dù có đánh đập, các ngươi cũng không đạt được mục đích đó đâu. Thánh John Van thì nói: tôi đã suốt đời thuyết giảng về đạo thập giá, nay tôi lại đạp lên thập giá thế nào được. Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quý hóa đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua. Thánh Phêrô Đoàn Công Quý thì nói: dù trăng trói gông cùm tù rạc, chén ngục hình kiềm tỏa chi nề, miễn vui lòng cam chịu một bề, cho trọn đạo trung thần hiếu tử. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự thì nói: tôi tin kính Thiên Chúa như thượng phụ, kính vua như trung phụ, và kính song thân như hạ phụ. Tôi không thể nghe cha ruột để hại vua, tôi cũng không thể vì vua mà phạm đến thượng phụ là Thiên Chúa tôi đang tôn thờ. Tôi chỉ trích lại vài câu nói của các vị tử đạo Việt Nam để chúng ta thấy các ngài can đảm tuyên xưng đức tin khi cái chết cận kề, khi những lưỡi dao kia đang kề sát cổ của các ngài, khi những hình phạt đang trước mắt, nhưng các ngài vẫn anh dũng tuyên xưng đức tin của mình. Các ngài là những người có tình thương và tha thứ cho kẻ thù. Trước tiên, tình thương đối với Thiên Chúa. Sự gắn bó mật thiết với Chúa được minh chứng bằng cái chết của hơn 100.000 người Việt Nam. Trong đó 117 vị đã được tuyên phong hiển thánh và một vị là chân phước. Tình yêu này mạnh hơn cả sự chết. Cái chết không làm suy giảm hay lung lạc tình thương mà các ngài đã dành cho Chúa. Tình thương đối với đồng loại và tổ quốc. Đối với đồng loại, các thánh tử đạo Việt Nam đã yêu thương anh chị em của mình, những người sống xung quanh. Các ngài sống nhân ái, yêu thương hết mọi người, bất luận họ là ai, họ làm gì, ngay cả những người đã kề gương để giết mình. Hãy xem thánh y sĩ Phan Đắc Hòa, ngài luôn luôn giúp đỡ những người khác qua việc bổn phận bốc thuốc cứu người, và còn khuyên họ trung thành mà giữ đạo để được sống đời đời. Thánh Trùng Đích thì khi có điều kiện là ngài tới thăm trại cùi và sẵn sàng nuôi người mắc bệnh dịch tại nhà mình. Còn thánh linh mục Emmanuel Triệu thì sẵn sàng nhường tiền bữa ăn ân huệ trước giờ xử tử để đổi lấy tiền mà cho người nghèo. Còn đối với tổ quốc, các ngài là những người rất mực yêu nước, như bao nhiêu người yêu nước khác và kính trọng vua quan hết lòng. Ngài yêu đất nước Việt Nam. Những nhà truyền giáo đã chọn Việt Nam như là quê hương thứ hai của các ngài, để các ngài yêu đất nước hình chữ S. Là thần dân trong đất nước, là tín hữu, các ngài sẵn sàng thi hành nghĩa vụ công dân từ thuế khóa cho đến gia nhập quân ngũ. Chúng ta hãy xem này,
năm 1838, nguyên tại tỉnh Nam Định, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh đã tụ tập được 500 binh sĩ Công giáo, rồi bắt họ đạp lên thánh giá. Thì ra họ đâu có trốn nghĩa vụ, họ vẫn là một người yêu nước, thương dân để bảo vệ tổ quốc. Họ cũng đi lính, chứ đâu có chống lệnh vua hay trốn tránh bổn phận nghĩa vụ của mình. Họ cũng biết bảo vệ tổ quốc. Còn đối với kẻ giết mình, điều này khỏi chê. Các ngài sẵn sàng tha thứ. Thừa sai Galen Kính đã gửi thư cho bạn bè của mình. Trong thư ngài viết: "Tôi sẵn lòng tha thứ cho những kẻ áp bức tôi và giết tôi." Còn linh mục Theophan Venavent khi viên quan nói: "Tôi phải theo lệnh vua, đừng giận tôi nhé." Thánh linh mục này đáp: "Tôi chẳng ghét gì ai cả, tôi sẽ cầu nguyện nhiều cho quan." Còn thánh Lê Văn Phụng tại pháp trường thì nhắn nhủ con trai của mình: "Con ơi, hãy tha thứ, con đừng tìm báo thù kẻ tố giác ba nhé." Và ngài còn dặn dò các thân hữu: "Hãy tha thứ các bạn ơi, hãy tha thứ vì chính tôi cũng đã tha thứ." Thật tuyệt vời, và trên cả tuyệt vời, cha ông của chúng ta là những người da vàng mũi đẹp đã sống như thế. Thật tự hào và hãnh diện khi mang lấy trong dòng máu mình là người Việt Nam và là người tín hữu Việt Nam. Nếu chỉ là người Việt Nam không chưa đủ, nhưng còn phải là người Kitô hữu Việt Nam. Cuối cùng, các ngài được phần thưởng nước trời. Và quả thật như Chúa Giêsu đã hứa: "Ai xưng tụng cha ta trước mặt người đời thì ta sẽ xưng tụng nó trước mặt cha ta đứng ở trên trời. Để ta ở đâu thì kẻ đó cũng ở đó với ta." Anh chị em thân mến, tôi mời gọi mọi người cùng tôi hãy hãnh diện tự hào để tuyên xưng đức tin của mình trong mọi thời đại, trong mọi nơi, mọi lúc, trong mọi thể chế chính trị của xã hội. Bất kỳ lúc nào, chúng ta đừng quên chúng ta là Kitô hữu. Và ngay lòng giáo xứ của chúng ta, ngay nơi nghĩa trang này, đã có xương các thánh tử đạo đang hiện diện để cùng tạ ơn Thiên Chúa và dâng lễ với chúng ta. Các ngài đang ở đây, đang cùng với chúng ta đi hết hành trình trần thế với con đường lữ hành. Lữ hành trong đức tin, lữ hành trong sự phó thác, lữ hành trong yêu thương và lữ hành trong sự tha thứ. Tha thứ cho anh chị em, tha thứ cho mọi người và tha thứ cả cho những người giết mình nữa. Xin các thánh tử đạo Việt Nam làm chứng nhân anh dũng, luôn cầu bầu cùng Chúa cho tôi, cho bà anh chị em, cho tất cả con dân Việt Nam khi họ đã mang danh là người Việt Nam và là Kitô hữu Việt Nam. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa.